Đóng góp cụ thể về phía bộ thì chúng tôi sẽ xin tiếp thu các ý kiến để mà tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Tuy nhiên là qua cái ý kiến các đồng chí ngày hôm nay thì báo cáo thật với các đồng chí là đối với dự thảo luật đất đai thì đây là cái dự án luật mà nó cũng rất là phức tạp và cái phạm vi ảnh hưởng của nó rất là lớn. Thế và chính vì thế cho nên là cũng được người dân rất là quan tâm và hiện nay thì cũng rất đang nhiều ý kiến của về Bộ Tài nguyên Môi trường để chúng tôi tổng hợp. Thì báo cáo với các đồng chí là một số các ý kiến của các đồng chí thì đây là tôi trao đổi thôi ạ. Ví dụ như liên quan tới vấn đề thu hồi, các cái trường hợp nào thì thu hồi, trường hợp nào là không thu hồi để cho các doanh nghiệp tự thỏa thuận. Thì báo cáo với các đồng chí đây là những vấn đề rất là phức tạp, bởi vì là quan điểm của từng thời kỳ khác nhau và đối với từng cái đối tượng thì cái nhu cầu về vấn đề bồi thường hay là tự thỏa thuận cũng khác nhau. Ví dụ đối với các doanh nghiệp thì báo cáo với các đồng chí là không phải là doanh nghiệp nào cũng muốn là tự thỏa thuận, và chủ yếu là các doanh nghiệp cũng muốn là nhà nước đứng ra thu hồi bồi thường, sau đó thì giao cho thuê theo quy định. Và các đồng chí là đến hiện nay thì theo quy định của cái dự thảo luật này thì cũng đã có các cái quy định cụ thể hơn, cũng đối với các cái trường hợp giao thuê về từ trước nay trong luật đất đai thì tất cả các trường hợp nhà nước thu hồi đất thì đều được quy định trong luật, bởi vì là có quy định về nhà nước thu hồi đất thì chúng ta mới thu hồi được. Thế và dự thảo luật lần này thì cũng theo cái định hướng như vậy, tuy nhiên vẫn còn để, và thực ra là trong cái dự thảo luật lần này thì chúng tôi thể chế hóa nghị quyết 18 và thể chế hóa cái văn kiện đại hội đảng 13. Chính vì thế là trên tinh thần là vẫn có vừa có nhà nước thu hồi, vừa có cho các doanh nghiệp tự thỏa thuận. Đấy, và các đồng chí như vậy. Nhưng mà nếu mà để cho các doanh nghiệp tự thỏa thuận nhiều thì các đồng chí cũng đang là vấn đề. Bởi vì nếu mà hiện nay nếu mà các doanh nghiệp tự thỏa thuận nhưng không thỏa thuận được hết thì bây giờ hiện nay là chúng ta mà đưa ra vào trong luật là đối với các cái trường hợp còn lại thì ví dụ như thỏa thuận đến trên 80% chẳng hạn thì bây giờ là nhà nước thu hồi cũng được không? Thế nhà nước thu hồi đối với cái phần trăm còn lại đấy thì bây giờ thu hồi nhưng bồi thường bằng giá nào? Có bằng giá các doanh nghiệp đi thỏa thuận không? Mà doanh nghiệp đi thỏa thuận chúng ta có biết là giá là bao nhiêu đâu. Thế bây giờ chúng ta bồi thường bằng giá đất là giá mà giá nhà nước bồi thường thì người dân có chịu không? Và các đồng chí, đấy là những vấn đề rất là phức tạp. Thế cho nên là trong cái quy định lần này thì chúng tôi cố gắng để thể chế hóa cho nó cụ thể. Nhưng mà cũng rất là mong được ý kiến đóng góp của các đồng chí. Thế hoặc là vấn đề quy hoạch thì báo cáo đồng chí là quy hoạch ấy thì các đồng chí hay tôi cho là ở đây là một số các đồng chí chúng ta đang nhầm quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng. Báo cáo các đồng chí là hoặc là quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án ấy, thì mới điều chỉnh vài chục lần. Còn báo cáo với các đồng chí là quy hoạch sử dụng đất thì là quy hoạch của chúng ta là nhiệm kỳ của chúng ta là 10 năm và 5 năm chúng ta được điều chỉnh một lần thôi ạ. Và các đồng chí là 5 năm điều chỉnh một lần và trong này ấy, thì quy định rất là chặt trường hợp nào thì mới điều chỉnh. Thì báo cáo đồng chí là riêng điều chỉnh quy hoạch ấy, thì cái này là quy định rất là kỹ. Cho nên là có một số đồng chí cho là bảo điều chỉnh nhiều lần thì báo cáo đồng chí quy hoạch sử dụng đất là chỉ có 5 năm mới được điều chỉnh một lần, rà soát điều chỉnh một lần thôi ạ. Tại vì nó kèm theo đấy là kế hoạch sử dụng đất chúng ta có 10 năm, kỳ của chúng ta 10 năm, 5 năm đầu là chúng ta có kế hoạch sử dụng đất 5 năm. Chính vì thế cho nên là chia thành từng năm thì chúng ta có quy hoạch 10 năm và kế hoạch 5 năm. Và 5 năm sau hết cái kế hoạch đấy thì chúng ta có cho điều chỉnh một lần. Và điều chỉnh một lần đấy là và đồng thời theo cái kế hoạch 5 năm còn lại. Thế thì báo cáo đồng chí như vậy. Và trong cái kế hoạch, trong cái quy hoạch ấy thì đối với cái điều chỉnh quy hoạch thì báo cáo đồng chí là quy định chặt chẽ lắm ạ. Không phải là dễ mà điều chỉnh được quy hoạch đâu ạ. Thì tôi xin phép cái chỗ này là tôi tại vì là cũng có một, đây là tôi trao đổi thôi, vì các đồng chí tôi cho là cái chỗ này là các đồng chí hay bị nhầm sang cái phần đây ạ. Căn cứ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thì quy định rất là chặt ạ. Tức là thứ nhất là có sự điều chỉnh chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất, có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất, rồi có sự điều chỉnh địa giới hành chính của địa phương do tác động của thiên tai, chiến tranh làm thay đổi mục đích cơ cấu vị trí diện tích sử dụng đất, do biến động bất thường của tình hình kinh tế xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất, do sự phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất, và do yêu cầu đảm bảo quốc phòng an ninh.
Và các ông chí là cái này quy định rất là chặt chứ không, mà chỉ có 5 năm mới được điều chỉnh quy định một lần thôi ạ. Cho nên là cái này thì tôi xin là trao đổi thêm đấy. Thì báo cáo với các ông chí là thì báo cáo ông chí là về quy hoạch thì cái này là cái kỳ quy hoạch thì từ trước nay đã quy định trong luật đất đai và cũng qua nhiều thời kỳ rồi thì luật đất đai đều quy định như vậy. Và lần này thì bổ sung và cái quy định thực ra là quy định cái điều chỉnh này nó cũng rất là chặt chẽ. Nên lần này thì có thay đổi từ là rà soát điều chỉnh từ trước nay thì là điều chỉnh quy hoạch. Thì báo cáo ông chí là về phía Bộ Tài nguyên Môi trường thì tôi cũng xin là trao đổi thêm thôi, còn các ý kiến đóng góp, các ý kiến của các đồng chí thì Bộ Tài nguyên Môi trường chúng tôi xin rất là cảm ơn và ghi nhận để chúng tôi đi tiếp thu hoàn thiện dự thảo. Và tôi xin trân trọng cảm ơn.